thế thì cái hình ảnh đấy nó lại được ra, mà nó biến thiên rồi thì rất là nhiều cái được lặp đi lặp lại. Rồi từ 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 mình nhắm này, nếu mình có cái flick ở mắt thì nó vẫn hiển hiện, cháu hiểu không? Dạ. Nó vẫn trước mặt mình bây giờ, như bây giờ là có này, nó như là hai cái lốt ruồi ấy. Dạ. Thế nhưng mà đến cái lúc mà nó sáng mà nó ấy thì hai cái nốt ruồi nó cũng biến mất, tức là mình chỉ nhìn thấy là trước mặt mình là một cái màu sáng, mắt nhắm nghiền nha, nhưng mà cái màu sáng của sáng trong chứ không phải sáng cái mặt trời này, cháu hiểu Dạ, không? dạ. Nó rất là sáng, nó cứ từ đây nó ra hàng nó mất đi, xong bắt đầu nó lại ra, nó lại mất đi, nó ra nó mất đi, mà mình có nhìn thấy nó như là cái kiểu bông hoa, nó chỉ bằng ngón tay này cháu này, Dạ. nó có rất là nhiều cánh, nó từ từ nó cứ 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 càng xa thì mình càng nhìn thấy cái độ nở của nó đấy, nó cứ đi thế này, nó đi thế này. Thế xong đến đoạn kết mà sư cô ngồi tĩnh lặng ấy, là nó cả cái này, cả cái vầng trán của cô tới đây là một màu sáng rất là thích, nó sáng, nó trong ở chỗ này, xong nó cứ từ 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 nó đi, xong lại từ từ nó ra, cứ như thế nó phát ra, thì cảm giác cái rất là sướng mà cô thiền cô đã có rồi đấy. Cô nằm với Yến là lúc mà cô có cái cảm giác cái trong bóng tối tắt đèn đi, hai chị em nằm với nhau trên giường đấy, Dạ. thì cô ở Yến ấy ta lại thấy xuất hiện cái này rồi, thì lúc ấy sướng lắm, mà cô bảo với Yến không, khi nằm thiền là hai đứa phải nằm cách xa nhau đấy, cô mày đừng đụng vào tao nhé, lúc khi tao khoái cảm mày cứ lặng yên là tao nằm, thì rất là thích. Bây giờ ngồi ở nhà cháu thì lúc mà cháu làm cho những khi bắt đầu từ khi mà cô ngồi xuống ghế đấy, Dạ. xong rồi tĩnh lặng một lúc ấy, thì cái đấy nó lại được quay trở lại cho đến suốt khi mà cháu đụng vào người cô ấy. Dạ. Ừ. Thích lắm, cô thích cái hình ảnh lắm, nó làm cho mình vui mà, Dạ. và mình có như là nhìn thấy cái gì đó nhưng mình chưa có đủ cái khả năng để mình định hình là nó. Rồi sau đoạn gần 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 cái kết thì nó lại một cái vòng tròn này này, thì bắt đầu nó có những cái hình nhưng mình không định được, mà chỉ biết là xung quanh rất là sáng, cho Dạ. sáng lắm ấy, sáng như là cháu nhìn ánh sáng trong của mặt trời ấy đấy. Nhưng mà mình kiểm tra bằng cái đôi mắt này, mình nhắm nghiền lại đấy, thì cháu mà nhắm nghiền mắt thì người ta thường chỉ nhìn thấy một cái bóng tối đúng không, Dạ. thế ra ánh sáng là do phản xạ của cái bức sóng sáng thì nó thẩm, nhưng mà thực ra thì là nếu như mình đóng kín mắt này tức là mình không còn nhìn thấy gì, nhưng mà vẫn những cái ánh của hào quang, những cái sáng ấy Dạ. mình vẫn có cảm nhận nó ra, là rất là thích. Thì cái đấy một phần là do mình thiền á, Dạ. mình thiền nhiều thì nó cũng cũng cũng, cũng cho mình cái điều đấy. Và hôm nay mình làm cái này thì nó có khi là khi cháu tẩy được cái thì nó càng phát mạnh hơn, cháu hiểu Dạ, không? dạ. Nó thêm cái năng lượng vào thì nó phát được đều hơn, mạnh hơn. Trước mình có làm, mình có nhìn nhưng nó chỉ có từ từ xong nó lại mất, từ từ nó lại mất. Nhưng sau này khi mà mới bắt đầu nó xuất hiện như thế rồi thì sau nó vẫn cứ sáng và nó sáng đều như thế, sao mặc Dạ. dù mắt cô ngắm nhắm nghiền nhé, Dạ. và cái cảm giác cái ánh sáng ấy cho mình cái sự vui ấy, Dạ. nó không có, mình không có để tâm cái gì nữa mà chỉ có thấy cái ánh sáng ấy là nó cứ vui vẻ đầy đặn thôi, nó không có cái gì là mình tò mò như là bảo là phải xem nó là cái gì, thì trong đầu mình không có nghĩ thế, mà mình cứ lúc cờ một kệ, tại vì mình nghe pháp nhiều người ta cũng giảng mình không được đuổi theo, mà không được đuổi hình bắt bóng, đừng có tưởng tượng ra cái ABC trong đầu, thì mình phải để nó tự nhiên nó phát đấy, chứ nhiều người cứ cứ ấy xong rồi cứ tưởng tượng ra hình đạo bóng kia, cứ đuổi hình bắt bóng, nhiều người cứ bảo là nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đấy, tất Dạ. cả cái đấy chỉ là ảo. Thì trong trường hợp này thì cô thấy cái hiện tượng này nó hơn cái mà cô phải ngồi thiền một mình kia, tức là khi mà nó cũng khi xuất hiện rồi mất, xuất hiện rồi mất, xong bắt đầu lại xuất hiện mất, thì sau đấy thì nó được giữ lại lâu hơn, cháu hiểu không? Dạ. Không mất đi, mà nó cứ cái kiểu nó mới đầu nó chỉ là một cái ở giữa này thôi, nó chỉ bằng cái ngón tay này, nó cứ tỏa dần cái ánh sáng đấy, thì mình thấy là ok, tức là cái đầu mình nó thoát được, Dạ. thích lắm. Đây này, bây giờ bình thường nhắm lại thì hai bên này là hai cái flicker này này, đó, hai cái nốt ruồi ở mắt ấy. Dạ. Nhưng ban nãy thì cái nốt ruồi này gần như mất đi, mà chỉ có một cái màu sáng rất là thích, nó dịu.
đấy. Còn bây giờ thì rõ là hai cái người này, hai bên móc à, cái chỗ này này thì nó nóng lên chỗ cái toàn bộ cái phía trước trán nóng, toàn thân mình ấm áp hết này. Nó cứ nếu cô để tay bây giờ là cô thấy cảm thấy những cái lông của trán này này nó như là nó có cái mình mà ấy như này, nó như là có cái hơi ấm ấy, cái điện ấy. Cái vầng này nó mở rộng hết, tới là nó chỉ có ở chỗ điểm chính này. Cho nên là chính ra những người học về thiền mà mở luân xa, người ta hạn chế cho được tiếp xúc vào cái điểm này cháu này. Tức là những người mà không ấy là không được sờ vào đây của người ta đâu. Cái điểm này, điểm giữa đây này. Cô thấy rất là ok.